Hôm nay thầy gửi đến bạn nội dung của những câu hỏi thực tế vô cơ phần 5 à, Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm 18 câu Câu 1 Thành phần chính của quặng Dolomite Dolomite là gắn với Mg và Magne Mg và Canxi Như vậy nó là CaC3 và MgC3 Câu đúng ở đây là câu D Câu 2 Phần 4 nào sau đây không cung cấp nguyên tố Phúc cho cây trồng? Super Phúc Phát Super Phúc Phát chúng ta có cah 2 PO4 Nếu tất cả hai thằng này Thì thằng này gọi là Super Phúc Phát kép Nếu trong này chúng ta có thêm CA 4 nữa Thì thằng này gọi là Super Phúc Phát đơn Đó là kép này Còn hai thằng này gọi là đơn Rồi Nitro Phúc K Phúc phốt đây là phốt phát này chắc chắn có chứa à, ure ure là gì nh 2 hai lần co như vậy trong này không chứa phốt pho như vậy câu đúng ở đây mình chọn là cô d à, chúng ta đến câu 3 đi dòng kim loại nào khi vào cơ thể sẽ gây nguy hiểm tới sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất của con người ở cái làng nghề tái chế quy cũ nhiều người bị ung thư trẻ em chậm phát triển trí tuệ coi cọc vì bị nhiễm độc ion kim loại này kim loại đó là đó là chị em nha chị em ta rất là nguy hiểm sắc bạc và natri thì không nguy hiểm nhưng mà chị rất nguy hiểm à, câu số 4 trên bao bì của một loại phân bố NPK có ghi bộ ba số lần lượt là 25, 25 và 5. 25 này là gì? Là liên quan tới nitơ là phân đạm giờ, chưa? 25 này là phúc là phân lân. Và năm này là tương ứng với kali. Bây giờ đạm lân kali. Như vậy người ta hỏi số 5 trong bộ ba số trên cho biết thành phần trăm khối lượng của chất nào sau đây? À, số 5 ở đây là liên quan tới kali mà độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá qua K2O được chưa? Như vậy có đúng đây là cô B À, chúng ta sẽ xem cho kỹ nè ta sẽ xem cho bạn xem kỹ nè đây rồi trong này nó hơi to không thấy được hả ok nhưng mà bạn nhớ cái thầy đó là phân kali nha rồi à, chúng ta đến câu tiếp theo câu 5 đến câu 8 đầu tiên là câu 5 đồ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá chắc phải đánh giá em nha đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của chất nào sau đây Đồ dinh dưỡng của phân kali là K2O hay nó khác là kaliosic Câu 6. Thành phần chính của super phốt phát là gồm à, Super phốt phát của chúng ta có hai loại đó là super phốt phát đơn và super phốt phát kép Đơn của chúng ta là hai chất đúng không ạ đó là CaH2P4 tất 2 và CaF4 của đúng ở đây là cụ C Câu 7 à, Chất bột x màu đen có khả năng hấp phụ khí độc Được sử dụng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc chất ít là à, chắc mà có khả năng hấp phụ đây đó là than hoạt tính nha than hoạt tính thì có khả năng hấp phụ à, câu 8 khí x sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch đất độc gây nhiễm môi trường khí là khí x sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch đất độc và gây nhiễm môi trường như vậy trong này khí độc đây là khí CO được chưa Chúng ta đến câu tiếp theo. Câu 9 cho đến câu số 12. Câu 9. X à, là chất khí ở điều kiện thường, không màu, nặng hơn không khí, ở trạng thái rắn, X tạo thành một khối trắng được gọi là nước đá khô. Hỏi chất X là? Nước đá khô là CO2 ở trạng thái rắn, như vậy câu đúng ở đây là câu C. Câu 10. Hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ Trái Đất nóng lên là biến đổi khí hậu gây hạn hán lũ lụt tác nhân gây hiệu ứng nhà kính là do sự tăng nồng độ đó là nồng độ của carbon dioxide câu b câu 11 ô nhiễm không khí có thể gây ra mưa axit gây ra tác hại lớn với môi trường hai khí đó là mưa axit đây là do hai thằng đó là thằng SO2 và NO2 câu c câu 12 nước đá khô đó là CO2 trạng thái đắng Chúng ta đến câu 13 đến 16 Đầu tiên là 13 ba à, Chất ít có các đại điểm sau Là chất rắn màu đen không tan trong nước Là chất rắn màu đen không tan trong nước Là oxit ba giờ Là chất oxy hóa Là chất Xin lỗi là Là chất oxy hóa cũng là chất khử Khi nung thằng này Trong điều kiện không có không khí thì thu được ít, ít là Như vậy nó là FeO vì này H chúng ta khi nung thì nó sẽ tạo thành FeO cộng cho H2O bây giờ câu C câu 14 à, công thức khoa học và tên gọi của chất nào sau đây là không đúng Ca số 3 là đá vôi đúng loại B CaO là vôi sóng đúng loại C, A, o, H lần là vôi tôi à, đúng còn câu D, CA 4 ngầm 2 phân tử nước là thạch cao nung, sóng nung khang 210. Như vậy thằng đây là thạch cao sóng rồi, chứ không phải thạch cao nung. Như vậy, câu sai ở đây là câu D, câu 15. Ờ, uh, chrome bao, là chất rắn màu vàng lục được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ thủy tinh có công thức là chrome bao, xích là CR2O3 câu 16 khí dinitơ oxit còn gọi, gọi là khí gây cười N2O bóng cười nếu làm dụng quá mức thì khí này sẽ dẫn đến trầm cảm và có thể gây tử vong hỏi công thức của dinitơ oxit dinitơ là hai nitơ oxit là oxy như vậy công thức bây giờ là Na sẽ là N2O cô đúng là cô D à, chúng ta làm hai câu nữa là xong bài học ngày hôm nay à, câu số 17 phát biểu đúng là thạch cao nung sóng nung khang 210 nung là một đúng à, thạch cao khang dùng để thạch cao khang dùng để bỏ bột đúc tượng sai thạch cao khang dùng để làm trần thạch cao thạch cao mà dùng để bỏ bột đúc tượng đó là thạch cao nung c à, công thức của thạch cao sóng là ở đây chúng ta phải là hai nước mới đúng bây giờ sẽ thành hai à, c d thạch cao khang dùng để sản xuất xi si măng, thạch cao khang dùng để sản xuất xi si măng sai. À, câu 18 trong quá trình sản xuất xi si măng thạch cao sống được chưa? như vậy thằng nguyên liệu để dùng sản xuất xi si măng đó là thạch cao sống chứ không phải thạch cao khang. À, trong quá trình sản xuất xi si măng thạch cao sống là một chất phụ gia có tác dụng là điều chỉnh được thời gian đóng rắn của xi si măng và tạo bồ khung có cấu trúc ban đầu để các chất khoáng khác trong xi măng kế tinh công thức của tạch cao sóng sóng nung khang 210 như vậy sóng là hai nước cô đúng ở đây mình chọn là câu b như vậy ta đã truyền tải cho bạn toàn bộ nội dung của những câu hỏi lý thuyết liên quan tới thực tế của vô cơ nha hy vọng qua bài này sẽ giúp em củng cố được những kiến thức mà chúng ta sẽ được biết nhiều hơn trong đời sống xin chào thân ái và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo